Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series thử thách người cuối cùng. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm một thử thách, đó là thử thách người cuối cùng gội đầu bằng nước mắm. Đấy, thì là một thử thách cũng hết sức là kinh tởm các bạn. Thì ngày hôm nay chúng tôi vẫn chia hai đội các bạn nhá. Đội thứ nhất đó là Hiếu Tồ Tè và em Hưng Húp Hầu. Và đội thứ hai đó là Phương Hữu Côn và em Tâm. Luật chơi cũng như bao ngày khác thôi. Thì là đội làm mà trả lời sai hoặc là không trả lời được thì chúng ta sẽ phải đổ một cốc nước mắm lên đầu. Các bạn, hôm nay thử thách gội đầu bằng nước mắm Nam Ngư thì thực sự là hôm nay tôi sẽ phải làm cho bên kia khắm lặm hết cả người các bạn nhé. Quyết tâm anh Hiếu ơi. Tôi nghĩ đến nước mắm mà tôi đã buồn nôn rồi các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ quyết tâm cho đội kia tắm nước mắm luôn. Bình thường mấy ông kia tôi mùi đã thì thối rồi thì hôm nay gội in Nam Ngư rồi đấy chắc lại còn thối hơn nên gội tắm 10 ngày không sạch các bạn ạ. Tôi sợ mấy ông này lắm, anh Côn ngửi mấy ông này có thấy ghê không? Không ghê lắm em ơi. Rồi anh em mình quyết tâm chiến thắng nhá. Okay. Thì trước khi vào video, tôi xin được giới thiệu với các bạn một cái app chơi game mà có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kawin. App này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như Android. Nếu bạn nào muốn chơi và kiếm tiền, tôi sẽ đặt link dưới phần mô tả. Vì đây là một app mới lên có rất nhiều chương trình khuyến mại. Và đặc biệt là trong thứ bảy này thì là với siêu ưu đãi, siêu sự kiện sẽ được bật mí vào lúc 23 giờ ngày 11 tháng 8. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đón. Và để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta hãy tiến hành nạp tiền. App này hỗ trợ rất nhiều hình thức nạp tiền như là nạp qua thẻ cào, MomoPay, ZaloPay, nạp tiền nhanh. App này có rất nhiều loại game hay như là game hot, game bài, bắn cá, lổ hũ. Thì ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi và cách kiếm tiền nha các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta hãy chọn một loại game mà các bạn yêu thích. Như tôi là tôi sẽ chọn game bắn cá. Thì cái cách chơi của game bắn cá này cũng rất là đơn giản. Thì chúng ta chỉ cần săn được nhiều cá là tiền sẽ cộng vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền như các bạn nhé. Để có thể rút được tiền thì chúng ta cần phải liên kết với tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta hãy nhập số tài khoản ngân hàng, tên chủ thẻ và nhấn liên kết. Sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ cần nhập số tiền cần rút và nhấn rút tiền. Như vậy đây là một app chơi có rất nhiều loại game hay và chúng ta có thể kiếm tiền. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kawin. Mọi người hiểu rất là chơi chưa? Rồi. Thì tất cả các câu hỏi của chúng tôi thì luôn là câu hỏi đơn giản, kiến thức, tư duy và những câu hỏi chơi chữ. Thì mọi người nghe kỹ câu hỏi xong mới được phất nhá. Rồi. Ông nào phất trước khi đọc câu hỏi là bị phạm quy và sẽ bị mất quyền trả lời. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên này. Câu này cũng rất là dễ này. Sâu gì không thể giết chết bằng loại thuốc trừ sâu? Loại sâu gì không thể giết chết bằng thuốc trừ sâu? Ok, như vậy là đội của em Tâm phất trước rồi nhá. Loại sâu gì? Không thể giết chết bằng thuốc trừ sâu. Sâu. Loại sâu gì? Loại sâu. Chúng ta phải nghĩ bây cứ liệt kê ra nhá. Rồi. Tôi phải có những loại sâu rồi, gì? Đếm dần đi. Đếm dần 5. Đúng rồi, sâu đếm dần. 4. Đếm dần đi. Sẽ biết sâu gì chưa? 3. 2. Sâu, loại sâu. Rồi. Thế 1. Rồi rồi. Hết giờ. Loại sâu gì? Khó nhỉ. Rồi, bàn rồi. Ơi, được chưa? Rồi qua đây, câu này có trả lời câu trả lời chưa? 5. Sâu gì á? Loại sâu gì không thể giết chết bằng thuốc trừ sâu? 5. 4. Tôi trả lời bừa đi. Không đợi đợi 3. Tôi nghĩ là tôi thật sự tôi chưa biết sâu gì. Nha, tao tại nếu mà trả lời rồi là không được gợi ý đâu, là sai rồi đấy. Đang đếm mà anh ơi, em cứ trả lời. 5. Giờ mình trả lời sai là mình không được trả lời. Câu được. 4. Chưa. 3. Sâu đục thân. Sai. Sâu đục thân là cái sâu ở lúa. À đây, sâu đấy thì người ta vẫn phun thuốc bình thường các bạn nhá. Rồi. Như vậy là cả hai đội này thì không đội nào trả lời được thì tôi sẽ gợi ý nhá. Rồi. Đấy, cái loại sâu này có ở trên cơ thể con người. Rồi gọi đây, như vậy là Tâm. Sâu ở trên cơ thể con người. Nói. Sâu răng. Rồi chính xác rồi đây. Rồi thì là sâu răng nhá. Rồi. Rồi này, sâu răng thì không thể nào mà chứ ấy có em thì rồi. Bây giờ đội này thua thì phải chắt nước mắm ra nhá. Ui giời ơi. Ngửi đi, ngửi. Mỗi lần một cốc hay hai cốc? Mỗi lần một cốc. Nào em ơi. Em cảm nhận trước đi. Tôi cảm nhận. Mặt đần. Ngửi ra. Khấm lặng mà. Khấm lặng. Rồi. Khấm lặng chắc phải mất nước ở đây để mặt đi. Như vậy là đội của Hưng đã bị một câu các bạn nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo để mọi người phải nghe kỹ câu hỏi vào. Rồi. Tiếp tục một câu này cũng dễ thôi các bạn ơi. Cây gì bồng bềnh trôi giữa trời? Rồi các bạn như vậy là đội của Hiếu phất trước nhá. Cây gì bồng bềnh trôi giữa trời? Đó là một câu chơi chữ các bạn nhá. Cây gì bồng bềnh trôi giữa trời? Không.
Đây. Thôi. Thôi, cây cò. Bồng bềnh trôi giữa trời, sai các bạn ơi. Cây bồng lai. Sai. Sai. Bồng lai tiên cảnh đấy. Sai. Rồi, cây bở. Thằng rồi. Rồi và như vậy là cả hai đội đều trả lời sai thì tôi gợi ý nhá. Thì câu này cực kỳ dễ, cây gì bồng bềnh trôi giữa trời. Ê! Bên này là như vậy là đội của Hiếu phát trước nhá bạn nhá. Rồi. Thằng Hiếu nó không tự tin vào bản thân nó bạn ạ. Cây xanh. Sai. Trời, trời xanh. Cây xanh. Rồi cây gì? Cây đa. Chú cuội ngồi gốc cây đa ở giữa trời đấy. Sai. 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 Hai đội cùng ngộ đi. Thôi ra như vậy cả hai đội cùng ngộ. Thằng Hiếu nó trả lời đúng rồi, đó chính là cái cây mây nhưng mà thằng lại không tự tin vào nó. Cây mây. Cây mây. Thôi mà anh vậy đá dạng này cái lùa câu đấy mày rồi anh trả lời mày chưa chi nó bảo không anh đã trả lời anh quyết rồi chán cái thằng này thế câu này gửi làm gì em ơi càng gửi nó càng mà cây mây nó gửi ok các bạn ơi câu đấy là tôi là cái câu trả lời vừa đây là tôi phải phê bình em Hưng. Em Hưng thật rồi được rồi xin lỗi anh khiếp không tự tin cứ mạnh dạn lên nào cây gì bồng bềnh anh đang trả lời rồi em bảo không đấy bạn năm anh yếu ạ cắm cái đầu này có vết thương thì nó xót không cắm bằng nặng cắm rồi các bạn ơi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Đây là một câu chơi chữ này. Hiệp chỉ tính làm nhưng chưa làm thì gọi là gì? Đây sai rồi. Câu này thì mất quyền trả lời. Anh đọc lại câu hỏi. Hiệp chỉ tính làm nhưng chưa làm thì gọi là gì? Hiệp định. Rồi chính xác. Ui giời. Anh cô nơi khắm đấy. Anh chưa vào đâu. Tâm ơi. Ui giời. Công nước mắm. Làm ngư đấy. Làm ngư đấy. Mặn rát sợ thật đấy. Cắm lắm. Bạn này tôi chắc chỉ được vài cốc nước tôi buồn lùn thật. Cắm lắm lặng luôn. Ôi bạn này thì Hiếu cũng tư duy cũng rất là tốt các bạn ạ. Hiệp chỉ tính làm nhưng chưa làm thì gọi là hiệp định. Rồi chính xác rồi các bạn ơi. Cũng rất là hay nhá. Câu hay đấy. Hiểu được. Rồi câu này sẽ là một câu cũng chơi chữ hay mẹo hay như nào anh phải nói luôn. Đây là một câu chơi chữ này. Đấy phải như thế. Ok. Đất gì xuất hiện ở trên trời? Đất gì ở dưới đất nhưng vẫn xuất hiện ở trên trời bạn ạ? Thì chúng ta sẽ liệt kê ra những có loại đất gì. Một mình rồi. Đấy. Rồi. Đất sét. Rồi chính xác rồi. Trời đây. Yeah. Rồi. Anh con ơi. Đất sét thật cơ. Đó chính là đất sét nữa đó. Bên này thắng rồi. Yeah. Thắng đi đào mấy em. Đào em ạ. Đào. Cái này. Đất gì xuất hiện trên trời bạn ạ? Xét thì nó xuất hiện ở trên trời các bạn nhá. Đâu, đâu, đang tranh lệch một cốc. Rồi này. Cũng rất là đang tranh lệch một cốc. Tư duy cũng rất là tốt các bạn nhá. Tôi nghĩ hôm nay là hai bên anh hơn em một cốc, cùng cân kèo ấy. Cố lên, quan trọng về đích về cuối ấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Chính đi làm bảo vệ và chỉ làm ca đêm thì gọi là gì? Rồi các bạn ơi, như vậy là đội của Hiếu hả? Hiếu phất lên trước các bạn nhá. Chính làm ca đêm. Chính làm ca. Đâu, chính đi làm bảo vệ. Chỉ làm ca đêm thì gọi là gì? Điếp. Chính gì? Thì bây giờ chúng ta phải chính 5 4 chính quy, chính sách 3 chính gì? Dễ lắm rồi 2 rồi. Đây. Rồi. Đó là gì? Đâu đây. Rồi. Thôi đấy, bây giờ trả lời đi. Chính trực. Rồi, thì ra rồi đây. Trời. Cô nào đấy, con đi. Rồi. Rồi các bạn ơi, chính đi làm ca đêm. Ôi, ngửi làm gì? Đó chính là chính trực các bạn ơi. Em ơi, ngửi làm gì? Cho vừa rồi, khắm lắm. Nào các bạn ơi, em cho thêm vị nữa đi. À. Vào đây vẫn hơi chưa đặt đâu. Chưa có màu. Rồi ok nhá. Em ơi. Các bạn ơi. Thì đội côn lại cách biệt là hai bàn rồi. Để xem ngày hôm nay xem đội nào sẽ là đội chiến thắng nữa. Đào mà anh cách biệt đi. Ok nhá các bạn nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo rồi. Rất dễ này. Anh Hiếu chơi trò chơi không bao giờ bị thua cuộc. Thì gọi là gì? Đây đào chưa? Đây rồi. Đào chưa? Thế là đều lần này không đều. Như vậy là chúng tôi sẽ giành quyền trả lời bằng cách là bạn Tu Tì nhá. Thắng nó đi. Ok. Thắng nó đi. Hiếu thắng. Rồi chính xác rồi đây. Không bao giờ thua cuộc. Đó chính là Hiếu thắng rồi nhá. Thầy nhiều đậy luôn đấy. Đẹp xinh luôn này. Cũng lỗi màu rồi. Dạ mày lên được anh sao em tốt khắm thế. Anh xứng đáng là gì. Xì tùa, suốt ngày thua. Đấy con này thì đây là một cái thử thách cũng rất là hay nhá. Thì các bạn cứ yêu cầu anh em chúng tôi thực hiện gì thì anh em chúng tôi sẽ thực hiện. Anh em ra búa thì... Cái câu này cũng dễ phết nhỉ. Dễ mà. Rồi dễ rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Hỏi hơn đấy. Đây là một câu cũng rất là hay. Đây là một cái làng ở miền quê Bắc Ninh nhá các bạn nhá. Nghe kỹ nhá.
tranh vẽ hồ nước đóng băng thì gọi là gì? Đây rồi, va bảo đều thì chúng tôi lại sử dụng đây là quyền, cái gì có câu trả lời công ty để lấy quyền trả lời bạn nhá. Câu hỏi thế nào? Tranh vẽ một hồ nước đóng băng thì gọi là gì? Biết rồi, mình biết rồi. Thật Thành biết rồi. Câu này biết chắc rồi, quan trọng là thằng nào suýt thắng thôi. Ok, thế là Côn biết rồi các bạn ơi. Khả năng Đội Hưng vẫn chưa biết hả? Biết, cái này dễ mà. Ok. 1, 2. Nào, 1, 2, 3 ra. 1, 2. Thôi em thôi là 1, 2, 3. Chua chưa? Đồng hồ. Gọi đi. Rồi, các bạn chính là sẽ thằng là tranh đồng hồ đấy các bạn nhá. Câu này ai cũng biết rồi. Câu này ai biết rồi nhưng em thua anh rồi, Tâm ơi. Tiếc thế thì ủi cô này. Ý, bên kia hơi nhạt nhá. Tí cho đậm vào. Tội anh hồn đấy. Không sao mà. Tội gì em mày ai chả phải bị mà. Ai chả phải bị ai mà. Không bị các bạn ơi. Cả hai đội cho đậm đậm tí nhá. Các bạn thấy là mấy anh em của tôi là tư duy tốt không? Thật, tôi thấy là toàn những người tư duy cũng rất là tốt đấy các bạn ạ. Đấy thì bạn nào muốn thi với anh em của tôi thì hãy liên hệ với tôi các bạn nhá. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo các bạn nhá. Lại một câu chơi chữ các bạn này. Chị Thảo rất thích làm nghề bốc thuốc thì gọi là gì? Rồi, ý ra anh Hiếu không có quyền trả lời các bạn nhá. Chị Thảo thì quá dễ. Rất thích làm nghề bốc thuốc. Không gợi ý nhá. Gọi là gì? Không gợi ý nhá. Không gợi ý đơn giản mà các anh. Đếm đi. Không gợi ý. Đếm 4. Chị Thảo rất thích làm nghề bốc thuốc á. Nhanh lên. Đếm đi. 2. Chị Thảo rộng. Thảo. Nhanh không? 1. Rồi, hết giờ đây. Đây nhá, okay. Không còn gợi ý. Okay. Thảo dược. Rồi đi chứ. Yeah. Mình đã đi thẳng với anh Quan là thả dược rồi. Đội này hai đội này nó đuổi. Rồi, okay. Đặt vào đi. Rồi. Ui giời ơi. Tâm ơi. Em tự rót em à? Đùa đây. Cắm lắm các bạn ơi. Ở ngoài kia đi khẩu trang rồi. Các bạn biết rồi đấy. Rồi. Cậu này dễ thế. Đội này nó đuổi. Rồi các bạn ơi. Mình nếu phạm quy đấy. Quy thì anh thôi rồi. Ừ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Câu này thì lại kể tên con vật thì cũng rất đơn giản thôi này. Rồi. Kể tên 4 con vật bắt đầu bằng chữ L. N ấy, N thấp ấy. N thấp không? Rồi, đội Tâm sẽ là trả lời như vậy nhá. Câu này họ liệt kê nó ra chứ có gì đâu. Có chữ L thấp à? Có một câu sai không phải con lươn đâu, con lươn nó cao đấy. Chàng này ngu thế. Cái này nhắc người ta. Một câu sai cái là thôi luôn. Rồi. Anh Ngọt đếm đi. Lam Lam à? Lam mũi Lam Lam. Lam à. Rồi, tiếp đi. Con nhãi. Được, 2. Con nhặng. Nhặng là con gì? Con bọ nhặng á. Con nhặng là gì? Mấy cái nhỉ? Mấy cái. Con đếm đi. Ba hết rồi. Con 4 à. Con thôi. Đếm đi. Chơi từ từ. Tốt em ơi, câu này liệt kê thế ra là tốt rồi. Họ liệt kê ra là trả lời được cái gì đâu. Như vậy là câu này cũng rất đơn giản. Đọc vào ngọn này chị. Được chưa? Rồi, ui giời ơi. Em ngọn. Ừ, trả em nha. Em thích đậm, anh cho đậm luôn. Em mà. Ui. Ui. Bóng cuốc ấy, bóng cuốc ấy. Rồi các bạn ơi, như vậy là cái câu này thì cũng đơn giản thôi. Quan trọng là đội nào phân trước nhá. À, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Đều nhá. Câu này thì lại một câu chơi chữ nhá các bạn nhá. Chim gì sinh ra đã có người yêu? Bọn cái này. Tiếp tục vào đội của em Tâm phát trước. Chim gì sinh ra đã có người yêu? Chim yêu. Đếm đi. 5 4 3 2 Thôi bên kia 1. Rồi như vậy đội này không có câu trả lời các bạn nhá. Rồi, được rồi, thì ra chim uyên ương. Chim có cả chim uyên ương rồi. Có chưa? Rồi, rồi, anh con đấy, con chưa gợi ý thôi. Anh có trả lời ý đi. Rồi, bạn đây. Anh phất tay rồi đúng không? Không, chưa. Bây giờ tôi sẽ gợi ý nhé. Em hỏi anh con là vừa nãy anh phất tay chưa? Phất thì làm sao đâu. Nhưng mà chưa gợi ý được. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ gợi ý nhá. Con chim này thì làng mình nuôi rất là nhiều. Tí. Rồi, nói phết thì giờ đáng đại nhá. Tí. Rồi, bà em còn con gì không? Em biết rồi. Yên con chim này thì ở quê không. Chúng ta nuôi rất là nhiều. Anh này, đúng rồi, đúng rồi, đúng okay. Rồi. Chim bồ câu. Rồi, chính xác. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Yes, sao mà anh quyết đi, anh nghĩ chim bồ câu sai, anh không. Bồ câu đúng rồi, bồ câu. Rồi, mình cũng đang nghĩ ra. Không phải em nghĩ chim bồ câu thật nhưng mình đã ngồi. Em phải phân tích như thế mà, chưa chơi chữ này kìa. Ôi, khắm thế. Lúc đấy mình định trả lời ngay, sợ run, phải đợi trả lời.
các bạn ơi, thì là nói chung là phải tự tin vào cái đáp án của mình. Thôi mình đúng nghĩ phân tích như nào thì như thế. Rồi đặt ra đây để cho nó đen nào. Ừ, bên này cho vía đi. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Vẫn là câu chơi chữ các bạn ơi. Hoa gì có cặp có đôi? Sao lại thế? Hoa gì có cặp có đôi? Ừ. Hoa. Wow. Không những là câu chơi chữ mà nó ở ngoài đời thật nó cũng có các bạn ạ. Nhìn phát là biết là có cặp có đôi, luôn luôn phải có cặp có đôi. Hoa rồi, gì? Đếm đi. Đếm đi. Hoa gì có cặp có đôi? Hoa rồi. Rồi. Rồi đếm dần đi. 5. Đếm đi. Có hoa uyên ương không nhỉ? 4. 3. 2. Thôi, hoa uyên ương đi. Không. Đây này. Đây này. Đây này. Khóa tay. Đúng rồi, yeah. Đà bản sắc dân tộc ấy. Ôi, chưa đào chưa. Ui giời. Đào chưa? Rồi các bạn ơi. Như vậy là cũng rất là cân kèo ngày hôm nay nhá. Cho hai cái đội này nó ok anh em tôi đi các. Căng đấy nhỉ. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Căng đấy. Câu này dễ này. Nhà nào hình như có sao ấy. Rồi. Bình gì có âm có dương? Rồi bạn ơi, tâm phát trước. Bình gì có âm có bình dương? Bình gì em không phải phát bừa. Bình gì nhà anh có bình gì? Bình gì? Anh có ác. Rồi, trả lời đi. Ông đang bàn đi. Sợ. Trả lời đi. Đang bàn. Bình gì? Rồi, bình gì? Cứ tự tin lên. Nói đại bình ga. Sai. Bình ga mỗi cái là đúng rồi. Công nhận làm sao có âm có dương? Âm có dương chứ có đôi đâu. Không, không có âm có dương. Trả lời đi. Bình im lên. Bình gì có âm có em, dương? Đội này, tím. Nằm im. Cái gì? Thằng Hiếu biết. Bình ác quy xe máy. Ờ thì chắc. Quy dài chẳng có âm một bên âm một bên dương. Yeah. Yeah. Hiếu này đẳng cấp thế nhỉ? Bình anh côn lại bình ga. Tôi tưởng cái đấy côn biết thừa nhưng mà. Là ý. Phát lại bình ga. Sai lầm. Cắm quá các bạn ơi. Cắm. Tôi buồn nôn lắm rồi nhưng mà. Vì một cuộc chơi để tạo những cái sự hấp dẫn cho mọi người xem ấy. Em tôi sẽ cố gắng các bạn nhá. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Câu này cũng là một câu chơi chữ đơn giản thôi. Bán gì chỉ có một lửa hình tròn? Rồi qua đây. Ui. Bán nguyệt. Rồi chính xác. Ui giời ơi. Cái này chúng ta áp đảo rồi. Ôi giời ơi. Sao Hiếu này nó thông minh ấy. Thế rồi, thua hai rồi. Chả thua, ta đuổi còn khó. Rồi. Em mới thua hai đuổi bình thường. Đuổi gì, kiếp giờ. Thế là hôm nay đội tâm với Côn nó áp đảo nhưng mà không mạnh hơn nhiều. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Câu này là một câu cũng đơn giản thôi. Kể tên ba con vật bắt đầu bằng chữ R. Bên đấy giờ tặng lên đây trong bắt rồi, đầu. Em ơi. Rồi. Em anh để rồi, 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 tay rồi, em. Rồi em rồi chữ R đi. R này đi. Rồi rồi. R đi. Con rùa. Rồi một con rùa. Con vật á. Cá rô. Con rô ấy, con cá rô ấy, đúng chưa? Con rô á. Ừ, cá rô. Nói chung là loài cá à. Ừ. Sai. Thôi qua đây. Ui, sao lại thua bảng thế em đang nghĩ. Con rô à? Con rô. Con rùa này. Rồi, một con ruồi này. Một rồi. Hai. Con còn một con nữa. Con ruồi. Rồi. Con giấy. con cái gì? Con bìm bìm. Em bảo. Con cu gáy. Con bên kia trả lời rồi con. Rồi. Khó đó anh Côn ơi. Con rơi là sai, con rơi giờ này là sai. Đúng rồi, con rơi là giờ này cơ. Con rơi là đúng. Con rơi là giờ này. Con rơi cái thằng dốt này. Xui làm gì? Rồi, 5. Có con gì nữa không? Tôi nhanh đi, anh gọi đếm dần đi. 4. Cho anh hai đội phải gộ. Con rùa với con rơi. Rồi, nhanh lên. Đếm nhanh lên. Ba. Kệ đi, trả lời. Rồi, con rơi nữa đi. Rơi là sai. Đấy, thì như vậy là cả hai đội sẽ phải gội đầu các bạn nhá. Gọi đi. Thì cái câu này mà các bạn biết thì các bạn hãy comment phía dưới video cho chúng ta sẽ liệt kê ba cái con vật có bắt đầu bằng chữ R các bạn nhá. Con ruồi, con rùa và con gì nữa? Cũng rất là dễ gọi đây. Anh Ngọt biết không? Đầy con. Anh đưa ra anh trả phải 5 con. Nhưng các bạn cứ comment ở phía dưới video nhá để xem là các bạn thông minh hay là mấy em chúng tôi thông minh hơn nhá. Rồi. Rồi. Xong chưa? Rồi. Rồi. Khó đấy, con này khó đấy. Ok. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Câu này thì khả năng là Hưng nó sẽ trả lời được này. Gọi là đây là cũng là một câu chơi chữ nhá. Sống ở Nhật mà không có tiền thì sống như thế nào? Khó thế. Sống ở Nhật mà không có tiền. Ở Nhật đây. Sống ở Nhật mà không có tiền thì sống như thế nào? Đếm đi. Tiền. 5.
4. Thì đây. Ok. Không có tiền. Anh Hưng là chẳng nhận thức. Ơi, gọi đây tiếp. Sống ở Nhật mà không có tiền thì sống như thế nào á? Ờ. Chơi tiền đấy. Ờ, chơi tiền là gì? Câu cho chữ mà. Tiền là kim. Tiền là gì? Tiền ở bên Nhật nó gọi là gì? Man. Man. Sống. Tiền ở bên Nhật là man. Tiền bên Nhật là gì? Tiền. Đếm đi anh ơi, từ nãy giờ anh bạn giải thích đi. 4. Bên Nhật là tiền tính bằng man thôi mà. 3. 2. 1. Vâng, như vậy cả hai đội cùng không trả lời được. Giờ tôi sẽ gợi ý các bạn nhá. Sống ở bên Nhật mà không có tiền thì là sống như thế nào? Thì không có tiền thì ở Nhật thì nó gọi là tiền ở Nhật là tiền gì? Tôi đây. Rồi, sống không gì. Tiền sống không yên. Rồi, chính xác. Rồi, tiền tiền là tiền chứ không phải man. Không yên. Yên nó là tiền nhỏ còn man nó là tiền lớn anh ơi, nó không có tiền, nó là tiền man mấy tiền yên mà. Ờ đúng rồi, chính xác bạn ơi. Mình quên mất. Tư duy rất là tốt bạn ơi. Không biết. Sống không yên đấy còn gì. Rồi, không yên chính là sống không yên. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn làm nhiều. Mà cũng quen rồi đấy. Rồi. Mùi bạn nó có tiền yên với tiền man. Anh đi Nhật mà. Anh mình chỉ nghĩ ra tiền man thôi, mình không nghĩ ra tiền yên. Nhật bao nhiêu năm? Yên Nhật đúng không? Nhận yên Nhật mà. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Câu này dễ. Tàu gì ăn được? Rồi. Đội của Hiếu phát trước. Tàu gì ăn được? Tàu gì ăn được? Ờ. Tàu cửa. Câu này. Câu này dễ này thôi, không ai phát nhỉ? Tàu gì ăn được? Tàu. À. 5. 4. Đây. Rồi, Hưng. Không phải. 3. Thôi đi. Rồi. Tàu đậu. Tàu đậu. Sai các bạn ơi. Ở đằng này. Anh không được gợi ý. Tàu đậu à? Không có tàu đậu à? Vì ăn được. Gần đúng không mà. Tàu hú á. Không phải. Thằng này kệ bên hoa mày cứ nói làm cái gì cái thằng tốt này. Chơi trả lại đi. Ô kìa. Tàu gì ăn được? Không, cái đấy không ăn. Biết đâu. Trả lời cái bên hoa trả lời. Trong hai cái đấy. Ờ. Em thích tàu hú luôn. Ờ, đang phân vân à? Ừ, em trả lời đi. Tàu hú đi. Rồi, chính xác rồi. Tàu đậu. Tàu đậu. Quá rốt. Mình lại nối giá rốt giặc. Câu này lại sai cái tâm nó. Tớ ăn ngay à? Ăn ngay được. Tâm có hai đáp án, một cái đáp án đấy, một cái đáp án là tàu lá chuối. Tàu lá chuối ăn được mà. Tàu lá khoai cũng ăn được mình. Tàu lá khoai ấy. Ui giời. Thối à? Thối, khắm lặn. Thôi bạn ơi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Câu này một câu cũng rất là đơn giản đấy gọi đây. Câu này khả năng đội cun sẽ trả lời được gọi đây. Khi tắt lửa tối đèn thì người ta thường làm gì? Đây. Đây. Rồi gọi đây. Như vậy là tôi thấy là cái ngang nhau gọi đây. Giờ thì chiến đi. Hai đội sẽ giành quyền trả lời bằng cách là hoàn tu tì gọi. Ừ, câu này anh bạn biết chặt nâu một câu này anh chạy xuống. Cố lên thắng đi. Khi tối lửa tắt đèn thì người ta thường làm gì? Rồi. Hoàn tư tí đi. Mở ống máy ra thì anh xem cho. Câu này là một câu dân gian, tục ngữ dân gian. Quá rồi. Đây ai cũng trả lời được. Quan trọng là suýt này thôi. Okay. Ta là tắt lửa tối đèn có nhau đúng không? Nhưng mà quan trọng là suýt thì là ai suýt ai được thôi. Câu này anh biết đáp án thôi. Nhiều hợp vía em mà. Hợp vía cái gì nào? Hợp vía. Mày này tối lửa tối đèn có nhau. Rồi. Mày học ngoan trai. Mày tuổi gì? Tuổi gì? Hôm nay mày tuổi gì? Gọi đâu? Em ơi mới ba cả. Rồi rồi rồi. Hôm nay hao hơn rồi bạn ơi. Cơ mà bao nhiêu ngày tôi phải suýt ăn ngay cái tuổi gì. Rồi. Rồi từ lần sau để anh suýt. Rồi qua đây ra lá đi. Anh ra lá đi. Đội của Hưng của Hiếu hôm nay mạnh rồi. Mạnh hơn rồi gọi đây. Tôi nghĩ là như thế. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Bộ phận nào của mình nhưng lại chỉ về người khác? Đội của Hiếu phất trước nhá. Sao dễ thế. Rồi. Mắt sai. Ui ơi. Hả? Ngón tay á? Đọc lại câu hỏi nào. Ngón tay đây. Anh ơi, người ta đang trả lời em là câu hỏi. Câu hỏi. Bộ phận nào của mình nhưng lại nói về người khác? Nói về người khác á? Ừ. Bộ phận nào? Dễ thế nhỉ? Đếm đi, em biết rồi. 5. Mồm, đúng rồi. Sai. Mồm là sai. Mình mồm nó. Có cái từ đấy là nói về người khác ấy. Nhảy mắt. Sai thế. Sai, câu này. Từ. Kìa, bộ phận nào trên cơ thể mình nghĩ đi. Đọc từng vị trí một. Mồm này. Tay này. Tóc.
chân này. Rồi rồi, cả ý thế thôi. Anh ngọt đếm đi. Chim này, lông này. Ngọt đếm đi. Ngực. 5. Ôi, hai đội gội đi. 4. 3. Đọc lại câu hỏi lần nữa nào. Ui. Bộ phận nào của mình nhưng lại nói về người khác? 2 đi, bắt đầu đếm từ 2 đi. Rồi. 2. Rồi. Cái gì? Cái 1. Rồi bây giờ khoan, bây giờ có được anh bên này có đồng ý được làm chơi nữa không? Tức là gợi ý nữa không? Chơi hai mạnh. Hai bộ cùng gội nào? Chơi mạnh. Bây giờ muốn gội hay là muốn gội hay là muốn cùng chơi? Cùng chơi đúng không? Cùng chơi gì? Rồi cùng chơi rồi, gợi ý đi. Bây giờ em như này nhá. Anh ngoặt phân tích ra xong anh mình lại suýt không phất nữa. Ờ được. Chơi. Rồi. Rồi chơi thế cho công bằng. Đây là một bộ phận ở trên gương mặt. Mắt. À rồi Anh còn rồi, gọi đây em ơi. Tổ tẻ đấy, bảo suốt ngày rồi mắng em bảo con suốt ngày ra lá xong hôm nay ra đấm. Trứng đá gội đi. Trứng đá gội. Thế thì mày qua đây không tỉnh nhỉ? Câu này dễ nhỉ? Dễ đâu, mà trong trận không dễ đâu. Hôm qua chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Vẫn là một câu chơi chữ này, cũng là về sự hiểu biết của anh em một tí nhá. Đá gì hay nói dối? Cả đây, Tâm phát trước. Đá gì hay nói dối? Ừ. Bây giờ phải liệt kê. Có phải nói dối không? Không. Rồi anh ngọt ấy đếm luôn đi. Đá. Chẳng bị đếm luôn đi. 5. Ô, phân tích ra đi. Đá rồi. Xanh. Có tất cả những loại đá nào? Đá đỏ, đá tím, đá vàng. Rồi anh ngọt thôi. Đá. Rồi lại đi. Đá cuội. 3. Nó đếm dần đi. Rồi. Anh trả lời đi, tự tin trả lời. Đọc lại câu hỏi nào. Đá gì hay nói dối? Đến từ 2 đi. 2. Luôn câu của anh đi. Thôi đá cuội đi. Rồi chính xác rồi đây. Ờ. Bạn ơi, cuội thì chúng ta thừa biết là cuội thì hay nói dối các bạn ơi. Cuội hay bốc phét lắm. Phét như cuội à? Phét như cuội à? Rồi các bạn ơi. Còn đấy mà tụi này thì còn anh thì đếm nhanh tí nữa là em ăn chặt. Rồi các bạn ơi, như vậy là tỷ số thì đội của Hưng dẫn một bàn. Vẫn dẫn một bàn đấy các bạn nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá các bạn nhá. Câu này rất là dễ này. Tỉnh gì có thể ăn được? Hai đội lại bằng nhau ở đây. Chúng ta lại giành quyền trả lời bằng là cách là quán tu ti. Tỉnh gì có thể ăn được? Rồi nào, phớt nào, chơi. Chơi, không tao không trả lời rồi. Chơi, nào. Mày trả lời đi. Tớ. Đếm, anh đếm với em. Tớ. Tỉnh gì ăn được? 4. 4. 3. 3. 2. Tỉnh đoàn. Sai. Tỉnh gì ăn được? Tỉnh đoàn ăn được. Tỉnh Xuân A, quả la. Đúng chưa? Quả la là gì? Quả la? Quả sơn em ơi. Sai rồi. Sai. Tỉnh gì ăn được? Tỉnh mới lại một từ nữa. Một từ nữa. Tỉnh. Tỉnh gì mới một từ nữa thôi. Không phải là sơn, sơn là cái gì? Tỉnh đoàn là đúng, ăn đoàn. Bây giờ giới thiệu hai người trả lời sai rồi. Qua đây, như vậy là chơi tiếp lại. Suýt lại. Chơi. Nhưng mà đã có cơ trả lời. Thì bây giờ tôi sẽ gợi ý đi xong suýt. Gợi ý xong suýt hay là phất? Gợi ý xong suýt. Suýt bỏ đi ăn. Bây giờ cứ phất làm nhanh thì đỡ. Suýt. Gợi ý xong suýt nhá. Suýt. Rồi. Ok, qua đây thì đây tỉnh gì ăn được? Thì đây là nói về một trạng thái của cơ thể con người. Ui. Có tỉnh gì? Rồi rồi. Kìa, tỉnh gì đấy? Tỉnh gì đấy? Được suýt mà. Được cái đáp án chưa? Được suýt mà. Nào suýt nào, mày suýt ăn anh em chặt, mày suýt cái anh trả lời anh em chặt. Em biết rồi, nhưng mà anh suýt cơ thể con người á. Nào, lại lần nữa nào. Nào, suýt đã. Suýt đã. Suýt đi. Rồi khi nào ví dụ mình. Suýt. Rồi rồi, anh biết rồi. Anh biết rồi. Suýt đi. Phát này chỉ ai thắng thôi. Được chưa nào? Rồi. Nào. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Tỉnh táo. Thôi chính xác. Ăn sai đi. Trời. Tỉnh táo mình đáp án rồi là chính xác rồi. Mình suýt thua rồi. Đó chính là tỉnh táo rồi. Đều nhá. Tỉnh ăn được đó chính là tỉnh táo. Đúng rồi, vừa là anh suýt mấy lần, anh ăn cả mấy lần, em suýt là mấy lần thua cả mấy á. Anh vừa ngội xong. Các bạn trận đấu quá là gay cấn luôn. Đội côn bây giờ lại bật lại rồi, lại đều rồi các bạn ơi. Đều rồi. Rất là hay các bạn.
Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kép đôi các bạn, coi như là rồi còn chơi chữ. Chúng tôi sẽ nhân đôi các bạn nhá. Thì rồi, 2 cộng 1 sẽ 2 cộng 1 các bạn nhá. Rồi. À, mọi người sẵn sàng nhá. Bây giờ coi như là sang phần thi nước rút rồi. Phương ban đêm không ngủ được thì gọi là gì? Đây rồi. Đây bên này. Bên rồi. Bên bên nào? Bên của Hiếu phất lên trước ạ. Trả lời. Phương thức. Rồi chính xác rồi. Từng đeo yeah. Đó chính là Phương thức này. Đây, từng gót đây, có đây rồi. Sao nữa? Phương không ngủ đây chẳng là Phương thức. Đúng rồi, Phương thức. Đúng rồi, gì thế em định chẳng là Phương gì? Phương thức thì Phương gì? Đúng con gì mà em có tâm gì? Tâm nó đang bảo là đang đều, đang chuẩn bị shit. Shit gì? Nhà tài đi, côn. Ôi, rồi. Và bảo đang ngủ. Và đã bảo, và bảo đào đâu em. Ôi, qua đây thì là đội Hưng đã vươn lên dẫn trước rồi nhá. Thì đội này phải cố gắng này. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Rồi, trong này bây giờ luật công bằng để hết cái này xuống đây. Xong chưa rơi, xong không kiểu rơi kiểu đấy nữa. Rồi, để hết xuống bàn. Để hết xuống bàn. Rồi, để hết xuống bàn nhá. Rồi, rồi. Không kiểu đấy nữa, được chưa? Rồi, rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Vẫn là câu chơi chữ các bạn nhá. Mục gì mà ai cũng cần phải có. Rồi, bạn này. Như vậy là đội của Côn. Từ từ. Bắt trước bạn này. Tôi không cần họp. Rồi, mục đích. Rồi, chính xác bạn này. Đó chính là mục đích. Đội này còn chưa lót kịp cơ các bạn ơi. Ủa thân nhé. Vất cơ mẹ hoạt. Lại đây các bạn. Lại đây rồi. Rất là cân kèo này. Nói chung là hai đội hôm nay thì hai đội này thì cũng tư duy cũng ngang nhau các bạn. Tôi nghĩ là như thế. Rồi. Ok. Trời ơi, cái cay quá với anh em đỏ hết mắt rồi. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo các bạn nhá. Đây là vẫn là một câu chơi chữ cũng như là một cái câu thành ngữ ở chúng ta thường hay đọc. Trên một cây có một chiếc lá lành và một chiếc lá rách. Không lối đấy. Thì chuyện gì sai? Sai. Bên này chưa sai. Bên này chưa sai. Bên chưa sai. Hai chưa sai. Anh 100% luôn. Cả hai người chưa xong đã. Trước rồi. Bên này thì bị phạm quy. Phạm quy rồi. Cả hai bên được. Lá lành đùm lá rách. Rồi chính xác rồi. Trời ơi, bên này chưa xong nó phất trước còn cái gì? Rồi. Lá lành đùm lá rách. Vội thế. Lắm rồi cái mới được cái mới và. Công nghệ và hay nhỉ? Trước rõ ràng mà. Ô, các bạn ơi, vậy là đội tôi dẫn ngược lại rồi. Nhưng mà trận đấu quá là gay cấn luôn các bạn ạ, thật sự luôn. Rồi các bạn ơi, như vậy là đội Côn bây giờ vẫn dẫn trước rồi. Thế này thì tôi nghĩ là khả năng là đội Hiếu và Hưng thua. Còn rất là ít lực mắm các bạn nhá. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Cầm để xuống đi. Rồi. Anh Bảo cầm theo ống tiêm và giấy bạc và bị công an bắt thì gọi là gì? Đây. Hưng. Đội Hưng phát trước. Anh Bảo. Anh Bảo cầm theo ống tiêm và giấy bạc và bị công an bắt thì gọi là gì? Đếm đi. Chưa. Từ từ. Em ơi. Bảo Trích. Bảo Trích. Bên này có câu trả lời chưa? Bảo nghiện. 5. Bảo đi tù. 4. Bị công an bắt. 3. Bảo tàng. Rồi thì ra rồi. Giỏi đấy. Rồi là hay đấy. Hay. Bây giờ tàng chữ. Tàng chữ gọi là bảo tàng. Giỏi nhỉ. Ờ. Thiếu đẳng cấp đấy. Đào chưa em. Đào chưa. Đào chưa. Hiếu ấy mạnh thế nhỉ. Thế nào Hiếu này giỏi anh ấy. Thật chứ em trả lời những câu nó hóc búa rồi. Những câu đơn giản em không cần trả lời. Được, được. Nhanh. Chiến thuật đấy mình phải phất trước là mình còn lấy lại thế. Không mình thua vào đấy là thôi. Rồi bạn này câu. Câu này là một câu khó nhá bạn nhá. Câu tiếp theo này là một câu khó này. Mọi người phải phân tích chữ này. Thành một từ có nghĩa này. Rồi. Gà trống nói với cả mái về tất cả cái sự thật thì gọi là gì? Đọc lại câu hỏi. Gà trống nói tất cả các sự thật với cả mái thì gọi là gì? Thôi, đội Côn trả lời trước. Tự nhiên mình phất làm gì? Ừ, đấy không? Phòng im các bạn. Câu này thì... Phòng im các bạn. Gà trống nói tất cả sự thật với gà cả mái. Ừ, thì gọi là gì? Thì gọi là chân thật. Sai. Chắc là sai. Không liên quan gì. Không liên quan gì. Anh phân tích, phân tích đi. Anh đang phân tích, anh biết. Gà mái nói với gà sống tất cả gà sự thật. Gà sống nói với gà mái. Gà sống nói với gà mái. 5 4 Gà trống nói với gà mái tất cả sự thật. 3 Đây. Rồi. Dạy gái. Sai. 1 hết giờ. Liệt kê. Sai các bạn ơi. Sai. Tôi liên quan gì đến liệt đâu. Các bạn ơi. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích nhá các bạn nhá. Thì phân tích nhá. Phân tích. Bây giờ là phân tích. Anh không có phân tích đây.
À không phất cờ gì. Thì thằng Hưng nó nói gần đúng nó rồi. Nói gần đúng rồi có, thì có chữ kê. Trong này là phải có chữ kê. Có chữ kê. Rồi. Rồi anh cũng biết hình như là kê khai ra. Ừ. Rồi. Ờ rồi bây giờ sẽ sheet đi xem đây là trả lời được. Đúng rồi, kê khai là. Ờ sheet. Quan trọng là sheet thôi. Ok. Em sheet đi. Anh đấu với em. Ai là anh sợ mày quá. Giờ anh Côn hay ra trận thế nhỉ? Anh anh ra lá đi. Còn phải là em đặt tin. Rồi, ai sẽ là người ra từ ra đoàn trước? Ok, mình câu lên mình phân vân bảo lên câu lại chắc chắn là liên quan. 1 2 3 luôn nhá. 1 2 3. Rồi, anh thua rồi, em trả lời. Ai điên. Mày bây giờ. Mày bị đại. Mày biết bên tao bất tâm không? Tao điên đấy. Nó làm như trả lời vừa trả lời rồi gọi đi thôi. Mày bị đại. Mày bị đại. Đó chính là kê khai các bạn nhá. Các bạn thấy không? Tôi đã trận suýt thắng cả năm luôn. Mình cứ nghe liên quan đến câu trên tôi cho hết luôn cho ban tổ chức. Lấy thêm một chai nữa. Lấy thêm chai nước mắm ngư nữa. Tôi không cần đâu vì đây mình chơi nước mắm từ lấy giờ mình chơi cái này cũng được, cần gì. Ok. Không thì ban tổ chức cứ đi lấy nước mắm đi. Lấy thêm cái nước mắm rồi. Ok. Các bạn này thì bây giờ tỷ số thì cũng gọi là hơi chênh lệch một tí. Đấy. Nhưng mà không sao, biết đâu đội Hưng vẫn bật được á. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đây là một câu chơi chữ này các bạn ơi. Nghe kỹ này. Rồi. Khi nhận được tiền nhưng lại bật khóc thì gọi là gì? Đây. Rồi. Khi nhận được tiền thì lại bật khóc thì gọi là gì? Chúng ta phân tích. Đây. Gọi là gì? Tiền rơi. Sai. Sai các bạn ơi. Đến đội này. Rồi, mình phân tích đi. Khi đọc lại câu. Khi nhận được tiền nhưng lại bật khóc thì gọi là gì? Này. Đếm đi. Khi nhận được tiền lại bật khóc. Ờ. Đếm đi. 4. tiền lệ chứ tiền rồi, gì sang rồi đây trời ba lần nữa thì rất là khó rồi, phải là hôm nay đội Hiếu lại thua. Thôi các bạn ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi coi như là trận chung kết rồi các bạn ơi. Đội một đội còn một câu này. Đội của Côn thì vẫn còn rất là nhiều lợi thế nhá các bạn ơi. Thôi bây giờ làm như này đi, bây giờ anh em làm kèo, bây giờ anh Hiếu ơi. Bây giờ nếu mà bây giờ kèo nếu bây giờ thua gọi hết đồng ý rồi. Bây giờ thua gọi hết không có đồng ý. Rồi các bạn ơi. Không khôn như thế được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Cầm đi. Em mày câu này cũng đơn giản thôi. Rồi. À, đây là câu chung kết này. Trong 12 con giáp thì con nào không có chân? Đây. Rồi. Trong nguy rồi. Con gì? Nó đùa chứ. Đây. Chân con gì? Con rắn. Bàn đấy. Ừ, nó là con rắn chứ gì nữa, nó con gì? Ờ, em trả lời là con rắn. Rồi, có ai nói chi là con rắn nhá. Ôi, dài ơi. Đúng thật. Chưa biết ai đâu, anh Côn trả lời được, mình trả lời đúng cái con diều thì ăn chặt thì càng bèo. Chưa biết ai đâu, anh Côn tay run thế. Em ơi, run gì em ơi? Run thế. Mỗi con rắn là không có chân thôi. Rồi, coi này, đó chính là... Câu này mà tôi được, thì bên kia run còn bật. Chính là con rắn đấy các bạn nhá. Rồi. À, cầu chưa tôi trả lời con diều hâu, con diều thì ăn chặt rồi. Không ra. Chúng mày ngu, chúng mày không biết trả lời. Tao trả lời ra rồi, chúng mày không biết trả lời. Ngu hay không nó ở đây này. Ngu cái gì? Câu mày dốt thì mày dốt thì. Rồi, trả lời thế thì trả lời. Rồi, các bạn ơi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nữa. Đây là một câu dễ thì tôi nghĩ là đội Côn sẽ trả lời được à. Con gì khi sinh ra đã mang tiếng bị câm? Đây. Đây đây rồi đây. Tôi thấy là cả hai đều bằng nhau nhá. Rồi, và bằng nhau hết các bạn. Biết con rồi đấy. Rồi, thì bây giờ chúng tôi lại sẽ tiếp tục là quản suy ti để lấy lượt trả lời nhá. Thôi khoan, bây giờ như này này, em xin anh bây giờ trận thiếu. Thôi để em thương với em mình. Thôi đấy, anh tin tưởng em đấy các bạn ơi. Từ cho tôi thắng 100% nhá. Tâm nó xin suýt Tâm ơi suýt đi. Khá lắm rồi, Hiếu chưa có trả lời thật. Tụi em quá rồi thật. Ok. Trả lời em suýt ăn là bên này run bật. Thật là đỏ đen phát này này. Ok. Rồi 1, 2, 3. Ôi các bạn ơi, như vậy là quyền trả lời thuộc về đội Côn nhá. Nghĩ lại thua rồi. Rồi, chính xác rồi đây. Bên này câm như hến luôn. Câm như hến. Câm như hến chứ làm gì nữa. Cái này cũng chả là con hến bàn bạc nhau rồi. Rồi em ơi, bàn bạc rồi em ơi. Gội đi. Rồi các bạn ơi, thì ngày hôm nay thì trận chiến gội đầu bằng nước mắm thì đội của Phương và Côn đã giành chiến thắng và 1 triệu đồng thì dành cho đội Côn. Đấy, còn đội Hiếu và Hưng thì lại là thua cuộc các bạn ạ. Thì đây là một video cũng rất là thú vị nhá. Thì các bạn hãy comment ý kiến của bạn dưới phần bình luận.
Một lượt cảm ơn tất cả đã xem video. Xin chào.